Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Như thường lệ, thì trong chương trình hôm nay, chúng tôi tiếp tục chia sẻ đến quý vị và các bạn những thông tin sức khỏe hữu ích. Quý vị và các bạn thân mến, một bữa ăn chuẩn mực được coi là tốt cho sức khỏe thì không thể thiếu được sự xuất hiện của các loại rau xanh. Các món rau không chỉ cung cấp cho cơ thể của chúng ta những chất xơ giúp no lâu, hỗ trợ tiêu hóa, mà còn cung cấp lượng lớn các vitamin, khoáng chất cần thiết cho hoạt động bình thường của cơ thể. Mỗi loại rau khác nhau sẽ có những công dụng nhất định cho cơ thể. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách lựa chọn những loại rau tốt cho cơ thể. Quý vị và các bạn nên lưu lại 4 loại rau dân dã sau đây, không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn chặn đứng tế bào ung thư. Thường xuyên sử dụng sẽ giúp quý vị và các bạn có được cơ thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ, bệnh tật tránh xa. Các loại rau này rất được nước ngoài ưa chuộng và săn lùng vì khá hiếm, nhưng ở Việt Nam lại vô cùng rẻ tiền và dễ dàng tìm thấy. Những loại rau này mọc dại đầy đồng. Loại rau thần dược đầu tiên mà người Việt chúng ta thường bỏ qua đó chính là rau sam. Có thể quý vị và các bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng ở những nước phát triển trên thế giới như Pháp, Đức, Mỹ hay Nhật Bản, rau sam là loại rau rất được săn lùng nhờ những công dụng quý cho sức khỏe. Thật đáng tiếc khi ở Việt Nam, người dân của chúng ta rất ít sử dụng loại rau này trong bữa cơm hàng ngày. Rau sam mọc dại thành từng bụi ngoài đồng nên thường bị phá bỏ, vứt đi chứ chẳng mấy ai dùng làm món ăn. Trong rau sam rất giàu vitamin C, E, flavonoid, beta carotene và glutein. Đây đều là những chất chống oxy hóa cực mạnh, giúp chống lại các gốc tự do và ngăn ngừa sự lão hóa. Đó là lý do vì sao rau sam được các nước phương Tây săn lùng nhiều đến vậy. Nếu quý vị và các bạn chịu khó ăn rau sam mỗi ngày thì tuổi thọ tự nhiên sẽ được kéo dài và cơ thể khỏe mạnh cường tráng. Hàm lượng kali và omega 3 trong rau sam cũng thuộc dạng tương đối cao, giúp điều chỉnh cholesterol xấu trong máu xuống thấp và huyết áp được ổn định. Omega 3 trong rau sam còn có tác dụng cải thiện sức khỏe tim mạch rất hiệu quả. Nổi bật nhất chính là tác dụng điều hòa lưu thông máu và dự phòng rối loạn nhịp tim. Không chỉ vậy, hàm lượng canxi cao có trong rau sam còn giúp hỗ trợ xương của chúng ta trở nên chắc khỏe hơn. Nếu muốn có được một hệ xương khớp khỏe mạnh thì chắc chắn quý vị và các bạn không nên bỏ qua rau sam trong bữa ăn hàng ngày. Đặc biệt, rau sam còn có tác dụng chống ung thư vô cùng hiệu quả. Những nghiên cứu đã công bố cho thấy các hợp chất như polysaccharide, saccharoside, alkaloid trong rau sam có tác dụng gây độc tế bào ung thư, điều hòa miễn dịch của cơ thể. Do đó, rau sam có tiềm năng trong hỗ trợ điều trị ung thư. Ngoài ra, các nghiên cứu còn cho thấy rau sam có tác dụng kháng viêm, kháng khuẩn, bảo vệ dạ dày, chống loét dạ dày do tác nhân axit bảo vệ gan, hỗ trợ điều trị hen suyễn và chữa lành vết thương ngoài da vô cùng hiệu quả. Để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn cách dùng cũng như tác dụng của rau sam, chúng tôi đã tổng hợp một số bài thuốc chữa bệnh dưới đây để các bạn có thể tham khảo dễ dàng. Đầu tiên là bài thuốc trị ho. Chúng ta cần 100g rau sam cùng với 30g đường phèn. Rau sam mang rửa sạch, sau đó đem đun cùng với 200ml nước. Tiếp tục thêm 30g đường phèn và đun còn khoảng 100ml. Chia phần sắc được 3 phần nhỏ để dùng trong ngày. Sau lộ trình 3 ngày, người bệnh giảm liều dùng còn 50ml. Bằng cách này, chứng ho sẽ nhanh chóng thuyên giảm mà không cần dùng đến thuốc. Tiếp theo là bài thuốc trị chướng bụng, khó tiêu. Dùng 300g rau sam rửa sạch, chia làm 2 lần dùng. Mỗi lần 150g, đem thái nhỏ và nấu với nước vo gạo nếp lần 2, tạo thành dạng canh sẹt. Dùng canh ăn sẽ giúp kích thích nhu động ruột, lưu chuyển tiêu hóa,
giảm tình trạng chướng bụng và phù thủng. Số 3 là bài thuốc hỗ trợ điều trị ung thư. Một nắm rau sam, tương thảo, thổ phục linh, kê nội kim, mã sĩ hiện, khổ sâm và bạch tượng, mỗi vị 20g, cam thảo 6g, xạ hương 4g. Đem các vị trên đi rửa sạch rồi sắc lấy nước uống, mỗi ngày một lần, duy trì sử dụng bệnh sẽ thiên giảm. Cuối cùng là bài thuốc trị nổi mề đay, mẩn ngứa, sốt phát ban. Lấy một nắm cây rau sam rửa qua nhiều lần với nước để loại bỏ lớp bụi bẩn, tạp chất. Sau đó giã nát toàn bộ rau sạch, chắc lấy phần nước cốt để uống. Phần bã để chà sát lên vùng da bị tổn thương, thực hiện mỗi ngày một lần để cải thiện bệnh lý về da. Những bài thuốc kể trên đều rất dễ thực hiện và đã được dân gian chứng minh rất hiệu quả. Vì vậy, rau sam giống như một vị thuốc quý. Kể cả khi không bị bệnh, thì quý vị và các bạn cũng nên thường xuyên ăn để tăng cường sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật, đặc biệt là bệnh ung thư. Loại rau tiếp theo được mệnh danh là rau trường sinh, càng ăn càng khỏe mà chúng tôi giới thiệu trong chương trình hôm nay, chính là rau tầm bốp. Quý vị và các bạn thấy loại rau này có quen thuộc không? Không chỉ có quả tầm bốp là thần dược, mà đến cả rau tầm bốp cũng mang lại rất nhiều công dụng cho sức khỏe. Tại thị trường Nhật Bản, rau tầm bốp và quả tầm bốp có giá gần 1 triệu đồng trên kg. Thật đáng tiếc khi ở Việt Nam, loại rau này lại bị xem như là rau dại. Nhiều vùng còn tìm cách diệt đi. Rau tầm bốp nổi bật với công dụng ngăn ngừa các bệnh tim mạch và kiểm soát mỡ máu hiệu quả. Sở dĩ có được công dụng này là do rau tầm bốp cung cấp và lượng lớn vitamin C, giúp người dùng tránh xa các gốc tự do, gây hư hỏng các mạch máu, từ đó hạn chế tối đa các vấn đề về tim mạch. Lượng vitamin C và vitamin A có trong cây tầm bốp còn mang lại khả năng kiểm soát cholesterol máu, từ đó giúp người uống tránh được các bệnh lý do tăng cholesterol máu như bệnh đột quỵ não. Các bạn có thể tận dụng những dưỡng chất trên bằng cách xay lá cây tầm bốp với nước rau. Sau đó, lọc bỏ phần bã và uống như một loại nước ép thông thường. Ngoài ra, chúng ta có thể xào rau tầm bốp với các loại thực phẩm khác như hải sản, thịt heo, bò. Thần kỳ hơn nữa, loại rau này còn có tác dụng ngăn ngừa và điều trị bệnh ung thư. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh việc sử dụng thực phẩm giàu vitamin C như cây tầm bốp có thể hỗ trợ hiệu quả quá trình điều trị rất nhiều bệnh ung thư, bao gồm ung thư phổi, ung thư dạ dày, ung thư đại tràng và ung thư vàm miệng. Ngoài ra, một số hợp chất khác trong rau tầm bốp còn có khả năng ức chế và tiêu diệt các tế bào ác tính phát triển trong cơ thể, thậm chí còn có tác dụng thu nhỏ khối u ung thư. Nếu quý vị và các bạn đang có nguy cơ cao mắc đái tháo đường hoặc sỏi tiết niệu thì nhất định không nên bỏ qua loại rau này. Thành phần vitamin C của cây tầm bốp khá hữu ích trong việc điều trị bệnh đái tháo đường vì nó tăng tác dụng hormone insulin trong máu. Ngoài ra, vitamin A trong cây tầm bốp kích thích chuyển dịch canxi phốt phát, góp phần ngăn ngừa sỏi tiết niệu hiệu quả. Ngoài ra, sử dụng cây tầm bốp là một cách bổ sung lượng vitamin A cho nhu cầu hàng ngày của cơ thể. Lượng vitamin này giúp ngăn ngừa tình trạng khô mắt, giúp mắt thích nghi tốt hơn trong bóng tối. Hơn nữa, cây tầm bốp sẽ giữ cho võng mạc khỏe mạnh, ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể. Dựa vào những công dụng thần kỳ như vậy, từ nay trở đi, quý vị và các bạn không nên bỏ phí loại rau trường sinh này. Rau tầm bốp có hương vị thơm ngon nên có thể chế biến thành nhiều món ăn đa dạng. Tuy nhiên, để có được công dụng tốt nhất và tận dụng tối đa các dưỡng chất có trong rau, thì quý vị và các bạn nên ăn sống hoặc ép lấy nước uống là hiệu quả nhất. Loại rau số 3 mọc dại đầy ở Việt Nam nhưng lại cực tốt cho sức khỏe, được cả thế giới săn lùng, chính là rau dớn. Đây là một loại rau rừng nên thường xuất hiện ở vùng cao, vùng núi rừng hoặc nơi bờ suối, bờ khe, dưới các tán rừng thấp có độ ẩm ướt cao, tránh ánh nắng mặt trời. Rau dớn bề ngoài gần giống với cây dương sỉ,
nhưng kích thước có phần nhỏ hơn. Trong y học, rau dớn là một loại thảo mộc dùng để chữa các bệnh phổ biến như cảm, ho, viêm họng. Theo đông y, rau dớn có tính mát lợi tiểu, chống táo bón. Rau có thể phơi khô để dành nấu nước, uống giải nhiệt. Ăn rau dớn sẽ làm máu lưu thông, giải độc và giải nhiệt trong mùa nắng nóng. Chất nhầy trong lá có tác dụng nhuận tràng và làm dịu đau lưng. Rau dớn có tính mát, lợi tiểu, chống táo bón, làm ngưng các cơn đau âm ỉ do viêm đại tràng. Ngoài ra, rau dớn giúp dễ ngủ, ngủ sâu, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Rau dớn là một trong những loại rau rừng được yêu thích và vốn là thức ăn quen thuộc của một số dân tộc ở Việt Nam. Đối với nhiều tộc người, rau dớn là vua của các loại rau. Nó không chỉ giúp cải thiện chất lượng bữa ăn hàng ngày mà còn có công dụng chữa bệnh hiệu quả. Để cầm máu và giúp vết thương ngoài da nhanh liền, chúng ta lấy chừng 50g rau dớn non rửa sạch, giã nhỏ, đắp lên vết thương. Để chữa bỏng, dùng 100g rau dớn, 100g ruột bí ngô, hai thứ dùng tươi, giã nát, đắp lên vết bỏng. Để điều trị sốt rét, giúp hạ sốt hoặc trị hen suyễn, kiết lỵ, tiêu chảy thì áp dụng cách sau. Lấy 20g thân cây rau dớn và cắt bỏ rễ con, rửa sạch, thái nhỏ, sắc với 200ml nước đến khi cạn còn 50ml. Chia và uống làm 2 lần trong ngày. Sau 3 ngày, bệnh sẽ nhanh chóng thuyên giảm. Ngoài ra, cành lá rau dớn có thể phơi khô để dành nấu nước uống giải nhiệt vào mùa hè hoặc khi cơ thể phát ban. Lưu ý rằng, rau dớn có thể giúp tăng khả năng lưu thông máu, có tính mát nên phụ nữ đang có thai không nên ăn vì dễ gây động thai, sảy thai. Loại rau tiếp theo mà người Việt chúng ta thường bỏ phí dù chúng mọc dại rất nhiều, đó chính là cây bèo tây hay còn được gọi là cây lục bình. Ở nhiều nước, bèo tây được bày bán trong siêu thị với mức giá khá đắt đỏ. Tuy nhiên ở Việt Nam chúng ta thì cứ kệ cho mọc dại hoặc bị vứt đi. Tận dụng tốt lắm thì vớt nấu cám cho lợn. Điều này thật đáng tiếc. Theo nghiên cứu của y học hiện đại, chiết xuất từ cây lục bình có đặc tính kháng khuẩn, giúp kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn. Hơn nữa, hoạt chất chống oxy hóa có trong lục bình có công dụng ngăn ngừa tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư gan và ung thư vú. Còn theo đông y, cây lục bình có công dụng tiêu viêm và giải độc da, giúp chữa u nhọt và làm giảm sưng. Riêng hoa lục bình còn rất công hiệu trong việc chữa sưng tấy, giải độc và viêm đau như viêm tinh hoàn, viêm hạch bạch huyết, viêm khớp ngón tay, chín mé, sưng nách, sưng bắp chuối ở bẹn, tim bị áp xe. Ngoài các tác dụng này, hoa lục bình còn giúp an thần, điều trị mất ngủ hiệu quả. Cây lục bình được xem là vị thuốc có tác dụng điều trị run sáng ở đường ruột của trẻ em và người cao tuổi. Ngoài ra, dược liệu này còn giúp cải thiện bệnh loãng xương và gầy cồm ở trẻ em. Khi đã biết được công dụng hiệu quả của lục bình với sức khỏe, quý vị và các bạn hãy lưu lại những cách dùng lục bình sau đây để sử dụng khi cần thiết. Khi cần chữa ho gió hoặc ho hen, ho có đờm, các bạn hái một nắm hoa lục bình, đem thái khúc rửa sạch và để ráo, sau đó chưng chung với đường phèn và uống. Để tăng tính hiệu quả, bạn cũng có thể kết hợp thêm hoa hà và hoa khế để ổn định huyết áp ở người cao huyết áp mãn tính. Mỗi ngày sử dụng một ít hoa lục bình khô, đem hãm với nước và uống, thực hiện uống đều đặn. Trà hoa lục bình sẽ giúp bình ổn huyết áp hiệu quả. Khi muốn trị mụn nhọt và vết thương xương tấy, sử dụng một nắm lá lục bình, đem rửa sạch và giã nát. Sau đó thêm một ít muối trắng vào rồi đắp lên chỗ mụn nhọt. Khi hỗn hợp khô, bạn nên đắp lại miếng khác. Mỗi ngày nên thay 2 đến 3 lần và thay liên tục từ 3 đến 4 ngày, giúp mụn mưng mủ và nhanh chóng vỡ. Trong quá trình sử dụng loại rau này để chữa bệnh hoặc ăn thì quý vị và các bạn cần lưu ý như sau để đảm bảo an toàn sức khỏe. Lục bình ở dạng tự nhiên có khả năng hấp thụ kim loại nặng như thủy ngân, chì hoặc strontium.
Vì thế, chúng thường được sử dụng để khử trừ ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, khi sử dụng làm thuốc, bệnh nhân không nên dùng những ngó lục bình sống ở khu vực ô nhiễm để tránh ngộ độc. Bên cạnh đó, người có cơ địa nhạy cảm không nên ăn hoặc dùng lục bình làm thuốc chữa bệnh, bởi các thành phần có trong dược liệu này có thể gây kích ứng khó chịu. Quý vị và các bạn thấy đấy, chỉ cần đồng hành cùng chương trình một thời gian thì quý vị sẽ phát hiện ra rất nhiều thần dược tự nhiên xung quanh cuộc sống của mình. Để đem đến sức khỏe tốt cho bản thân và cả gia đình, các bạn đừng bỏ phí những loại rau kể trên mà dùng chúng để chế biến thành những món ăn thơm ngon trong mâm cơm hàng ngày. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.